Huấn luyện viên Shin, U20 Việt Nam thắng chẳng có gì đặc biệt. Huấn luyện viên trưởng U20 Indonesia Shin Tae-yong đã xem trận U20 Việt Nam thắng 5-1 Hồng Kông, Trung Quốc và nói kết quả này chẳng có gì đặc biệt. Tôi xem trận này trên khán đài và thấy U20 Hồng Kông, Trung Quốc chuẩn bị không tốt mà thôi. Đương nhiên U20 Indonesia sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng F với U20 Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ trên CNN Indonesia sáng ngày 15 tháng 9. Tối ngày 14 tháng 9, huấn luyện viên Shin cùng các trợ lý U20 Indonesia đến sân sớm để theo dõi và phân tích U20 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam ra sân với đội hình rất mạnh và thắng đối thủ Hồng Kông, Trung Quốc 5-1. Ông Shin cho rằng chiến thắng này chưa giúp ông thấy được thực lực thật sự của U20 Việt Nam. Các bàn thắng của U20 Việt Nam được ghi bởi Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang và Nguyễn Đức Anh. Đội chủ nhà U20 Indonesia ra quân ở trận đấu thứ hai và đánh bại U20 Timor Leste với tỷ số 4-0. Kết quả này khiến U20 Indonesia xếp sau U20 Việt Nam do thua về chỉ số phụ trên bảng xếp hạng bảng F. Do Hồng Kông, Trung Quốc và Timor Leste bị đánh giá yếu hơn, tấm vé trực tiếp vào vòng trong sẽ là cuộc cạnh tranh của U20 Việt Nam và U20 Indonesia. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối bảng này vào ngày 18 tháng 9 để phân định thứ hạng chung cuộc. U20 Việt Nam cũng nắm lợi thế lớn nếu so với các đối thủ nhì bảng ở các bảng khác. Hồi tháng 7, U20 Việt Nam với tên gọi U19 đã loại U19 Indonesia của chính huấn luyện viên Shin Tae-yong khỏi vòng bảng giải U19 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Shin cùng các học trò rất quyết tâm phục thù ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2023 trên sân nhà.